Xin chào các bác, đây là một chiếc ô câu cá một tầng cao cấp của hàng của công ty nhé. Thì đây, lâu rồi thì nhà em cũng đã bán con này và hôm nay quay các bác xem. Đây là một chiếc ô một tầng, cái loại này phủ tán rất sâu và rộng. Đấy, còn đây là một chiếc tầng tiếp theo. Đấy, đây là các lỗ thông hơi thoáng gió của nó. Ô này đây, nó có viền phản quang các bác nhé. Khi mà các bác câu đêm câu tối, ví dụ như ai soi đèn vào thì nó sẽ có cái này, nó sẽ phản quang lên. Đấy, ô là của hãng Giang Tai Cung này. Đấy. Đấy, một chiếc ô rất đẹp. Cái ô này thì nó cũng là thuộc hàng cao cấp rồi, thế nên là cái độ chống nắng chống mưa của nó cũng rất là tốt nhá. Đảm bảo chắc chắn với các bác là nó sẽ hơn với các loại ô bình thường. Đấy, cái gì không dám khẳng định, nhưng mà điều dám khẳng định ở đây là nó độ chống nắng và chống mưa của nó và tia UV. Không dám khẳng định 100% nhưng mà đảm bảo là nó sẽ rất là tốt, tại vì theo thông số của nó rất là ngon. Đây, bao của ô này, cán ô này. Đấy, các bác xem. Đấy, đây là các cái khớp xoay, chỉ cần cắm vào đây sau đó xoay cái này này thì ô nó sẽ chặt nhá. Đây cũng là một quả chữ. Đấy, còn đây là chân cắm ô. Chân cắm ô của nó thì cũng đây, các bác xem. Đấy, dòng cao cấp, chân cắm ô của nó cũng đã ngon rồi. Đấy, đấy, cứ thế là xiên xuống, không phải là loại ba chạc kia đâu nhá. Đấy, sau này em sẽ quay phần lan ở phần bên trong của chiếc ô này nhá. Đây là một chiếc ô 2m4. Đây, các bác xem các lỗ thông hơi thoáng gió của nó đây. Đây là lan ô 2, 4, 6, 8, 10. 10 chiếc lan ô. Các ô thông thường nhiều cái chỉ có 8 cái nano ô thôi. Đấy. Đường vòng cung sâu của nó vòng rất là rộng xuống, thế nên là che nắng thì quá ok luôn. Che mưa cũng thế. Đấy, tán cung rộng 2m4. Đây, ta xem khớp lò xo. Đấy, dặn bấm vào đây. Đấy, lò xo thì lò xo dạng cứng chứ không phải cái lò xo như kiểu các cái ô loại rẻ thôi các bác nhé. Đấy, hiện tại thì nhà em đang bán chiếc ô này. Bác nào muốn mua thì có thể thêm vào giỏ hàng, hoặc là cần tư vấn thì cứ liên hệ trực tiếp với em sẽ tư vấn cho các bác. Đó, xin chào các bác, hẹn gặp các bác ở các video tiếp theo của nhà em.